Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng một cái em Sony CD MIDI ha. Em này ngoại hình còn cực kỳ đẹp nha. Giá khởi hành ở giá bán là 300.000. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp nha các khách. Hiện giờ nó hai học đĩa, một đọt là CD bên đây, còn học là MIDI bên đây ha. Cái nút đỏ này là nút nguồn ha. Cái nút này là nút mở đĩa. Mắt rất là tốt nha. Tuy nhỏ nhưng mà lại có vỏ nha quý khách. Đúng là Sony số 1. Đặc biệt em này lại là của da băng mới ghê. 14W vậy đó chứ, nhỏ mà có vỏ nha. Để mình bắt thử cho quý khách nha. Thấy không? Hát để mà lắc qua tới nó không ảnh hưởng nghe tiếng nhạc luôn ghê. Rồi, nghe giùm mình nha. Vào trong lam lũ thứ ba nghe nhục vinh thứ tư qua thật nhanh thứ năm ôi buồn tênh thứ sáu đi rồi thứ bảy về chủ nhật nằm ô ôi chân quá chuẩn em khách. Giờ mình sẽ chuyển qua MIDI nha. Đây, MIDI đây. Đây, 2 giờ mình bắt đĩa lên, 2 giờ mình mở CD. Bấm CD bên đây một cái nha. Quý khách lưu ý cho mình nha. Cái mặt ngoài nó nằm ở ngoài, cái mặt đọc đĩa nằm ở trong ha. Gì nha, gì này nha. Chứ để cái này thì nó không đọc nha quý khách. Để cái ngược này là nó không đọc, nhưng mà ra đĩa vẫn được nha. Đè vô nó vẫn được, nhưng mà nó không có chịu đọc nha. Bấm ra ha, nó không chịu nhận. Lưu ý cho mình ha, cái đĩa nó nằm ở phía trong nha. Cái đĩa đọc nó nằm ở phía trong. Gần MIDI đây là còn bên đây là MIDI. MIDI quý khách nào có đĩa MIDI thì cái hình á, hình số á, cái hình ngoài á nằm gì ha. Ok ha. Rồi, quý khách nào có nhu cầu liên hệ Zalo, Facebook, YouTube chợ tốt cho mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lần sau. Xin cảm ơn rất nhiều.